Sự vĩ đại của Messi là điều không cần phải bàn cãi. Không chỉ giữ kỷ lục về số quả bóng vàng với 7 lần, siêu sao người Argentina còn là cầu thủ giành được nhiều danh hiệu tập thể nhất. Từng bị chỉ trích vô duyên trong màu áo đội tuyển quốc gia, Messi đã đập tan hoài nghi bằng chức vô địch Copa America 2021 và đặc biệt là World Cup 2022. Sáng nay, Messi mang đến ngày huy hoàng nhất trong lịch sử Inter Miami của David Beckham với danh hiệu đầu tiên. Siêu sao Argentina cũng lập kỷ lục riêng vô tiền khoáng hậu khi có được danh hiệu thứ 44 trong sự nghiệp, vượt qua kỷ lục 43 danh hiệu của đồng đội cũ ở Barca, Dani Alves. Messi đã đạt được vô số vinh quang trong màu áo Barcelona, câu lạc bộ Anh gắn bó lâu nhất. Vào thời điểm rời Camp Nou năm 2021, Messi đã giành được tổng cộng 35 danh hiệu cùng đội bóng xứ Catalan. Với con số kể trên, Messi đã giành được nhiều danh hiệu lớn với Barcelona hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử 123 năm của câu lạc bộ xứ Catalan. Di sản Messi để lại cho Barca thật tuyệt vời. Anh là cầu thủ vĩ đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá, để lại những dấu ấn huy hoàng trong lịch sử của câu lạc bộ, gắn liền với thời kỳ huy hoàng nhất của Barca. Messi gia nhập lò đào tạo La Masia của Barca từ năm 2000 khi anh mới 13 tuổi. Efuga chính thức ra mắt đội 1 của Barcelona lần đầu tiên trong một trận đấu chính thức là vào ngày 16 tháng 1 năm 2004 khi đội bóng xứ Catalan đối đầu với Espanyol ở La Liga, và những gì diễn ra sau đó là lịch sử. 17 năm chơi cho Barca, Messi chơi 778 trận đấu, ghi 672 bàn thắng, có 305 đường kiến tạo thành bàn. Anh giành 35 danh hiệu, đáng kể nhất là 10 chức vô địch La Liga, 4 danh hiệu Champions League, 11 lần đăng quang siêu cúp Tây Ban Nha và siêu cúp châu Âu. Lịch sử Barca được khai sinh từ trước khi Messi xuất hiện, nhưng với siêu sao người Argentina, cuốn biên niên ký của đội bóng này có thêm hàng trăm trang vàng. Kể từ khi bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp cách đây 19 năm, Messi đã tích trữ các danh hiệu với tốc độ ổn định đến mức phi lý. Trên thực tế, 2013 và 2014 và 2019-2020 là những mùa giải duy nhất không có danh hiệu trong sự nghiệp của anh. Trở lại năm 2004, thời điểm Messi ra mắt đội bóng mới dưới thời huấn luyện viên Frank Rijkaard, chỉ mới 17 tuổi, bàn thắng đầu tiên của El Puga vào lưới Albacete đến một năm sau đó là cú lốp bóng tuyệt đẹp sau đường truyền từ Ronaldinho, thần tượng của anh. Và cũng không mất nhiều thời gian để Messi cất cánh. Năm 2007, bàn thắng vào lưới Getafe là sự lặp lại gần như nguyên vẹn hình ảnh của huyền thoại Diego Maradona ở trận đấu giữa Argentina và Anh tại tứ kết World Cup 1986. Đó là lời giới thiệu không thể đẹp đẽ hơn của Messi với thế giới. Sau lời chào hỏi đó là những danh hiệu, đặc biệt là sau khi Pep Guardiola đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên năm 2008. Năm 2009, Barcelona giành 6 chức vô địch và Messi có danh hiệu quả bóng vàng đầu tiên. Trên đôi cánh mang tên Messi, Barca bước lên đỉnh cao thế giới với quãng thời gian cực thịnh từ 2009 đến 2011. Với đẳng cấp của Messi, Barca chơi thứ bóng đá đẹp nhất thế giới. Tiki-taka không được tạo thành với chỉ riêng Messi, nhưng lối chơi đập nhà tí tách như một quả lắc của chiếc đồng hồ không thể đạt tới cực đại nếu thiếu đẳng cấp của ngôi sao mang áo số 10. Barcelona trong giai đoạn của Messi đã vô địch La Liga 10 trên 13 mùa giải. Vào thời điểm đó, khi dường như chức vô địch La Liga không có nhiều ý nghĩa, các culé thậm chí còn cảm thấy rất thất vọng nếu Barcelona không lên ngôi tại Champions League. Trong tổng số 44 danh hiệu, chỉ có duy nhất trận chung kết UEFA Champions League 2005-2006 là siêu sao người Argentina không được thi đấu bởi khi đó anh còn quá trẻ. Và ở cả 3 trận chung kết cúp C1 còn lại, Messi đều có những đóng góp to lớn giúp Barcelona vượt qua Man United và Juventus. Trong 3 trận siêu cúp châu Âu, Messi cũng có một trận đấu không trực tiếp ghi bàn vào năm 2009. Nhưng 2 trận đấu sau đó vào năm 2011 và 2015, siêu sao người Argentina đều lập công. Tháng 4 năm 2021, Messi ghi cú đúp giúp Barca đánh bại Bilbao 4-0 để vô địch cúp nhà vua Tây Ban Nha. Và đó chính là danh hiệu cuối cùng của El Puga trong màu áo của Barca khi siêu sao người Argentina đã chia tay đội bóng này để gia nhập Paris Saint-Germain vào mùa hè 2021. Danh hiệu cúp nhà vua mùa giải 2020-2021 cũng là một trong những yếu tố để giúp Messi giành danh hiệu quả bóng vàng vào cuối năm. Sẽ chẳng ai có thể phủ nhận những thành tựu to lớn mà Lionel Messi đã từng giành được trong màu áo của Barcelona. Xuyên suốt những năm tháng thăng hoa nhất của sự nghiệp, sân Camp Nou là nơi ghi dấu những cột mốc quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp của anh. Nhưng vẫn có không ít những ý kiến cho rằng, chừng nào không có được những danh hiệu trong màu áo đội tuyển quốc gia, thì El Puga vẫn sẽ không thể sánh ngang được với những huyền thoại vĩ đại nhất của lịch sử làng Túc Cầu. Vậy họ sẽ nghĩ gì khi được thấy những thống kê dưới đây nhỉ? Ngay từ khi ở độ tuổi đôi mươi, Messi đã cùng với những người đồng đội Zabaleta, Sergio Aguero cùng với cả Fernando Gago khuấy đảo sân chơi World Cup dành cho lứa tuổi U20 vào năm 2005. Ở giải đấu được tổ chức tại Hà Lan năm đó, thần đồng ngàn năm có một của bóng đá xứ sở Tango đã ghi bàn vào lưới Colombia. Tây Ban Nha và cả đại kình địch Brazil trên hành trình đưa các sao trẻ của Albiceleste đến với ngôi vương của sân chơi World Cup trẻ. Chính Messi cũng đã trở thành cầu thủ giành được danh hiệu quả bóng vàng của giải đấu và để lại dấu ấn đậm nét với những người hâm mộ của giới túc cầu thời điểm bấy giờ. 3 năm sau đó, khi đang có những bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp ở Barcelona, Messi tiếp tục cùng với người bạn thân Aguero để lại dấu ấn ở Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.
Khi mới chỉ 21 tuổi, sao trẻ Messi đã trở thành thành viên đội 1 của Albi Celeste và cái tên được kỳ vọng có thể đem tới những nét đột phá trong lối chơi của Argentina bên cạnh những người đồng đội nổi tiếng như Riquelme cùng với Di Maria. Để rồi tấm huy chương vàng mà Messi cùng đồng đội giành được năm đó ở Trung Quốc cũng là danh hiệu đánh dấu cho sự khởi đầu của một thế hệ vàng với rất nhiều những ngôi sao trên hàng công của đại diện xứ sở Tango. Để rồi tới hơn một thập kỷ sau vào năm 2020, Messi mới có thể cùng với đội tuyển Argentina giành được danh hiệu Copa America đầu tiên trong sự nghiệp của chính bản thân anh. Trước đó dù có giành được bao nhiêu vinh quang ở cấp độ câu lạc bộ thì El Puga lại trở nên kém duyên bấy nhiêu khi trở về quê nhà và khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Số 10 huyền thoại của xứ sở Tango đã có 2 lần liên tiếp lỡ hẹn với chức vô địch châu lục vào 2 năm 2015 và 2016 trước cùng một đối thủ là Chile. Để rồi một lần nữa, chính Di Maria đã trở thành người hùng của Albi Celeste để giành được thắng lợi tối thiểu trước đại kình địch Brazil ở trận chung kết năm 2021. Để rồi chức vô địch siêu cúp liên lục địa Finalissima vào giữa năm 2022 đã trở thành bàn đạp quan trọng giúp cho El Puga cùng đồng đội có được tinh thần tốt nhất để bước vào hành trình chinh phục ngôi vương ở kỳ World Cup 2022. Bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có thể là lần cuối cùng trong sự nghiệp. Hành trình của Messi cùng đồng đội đã vấp phải những khó khăn ngay từ những trận đấu đầu tiên. Để rồi từng bước một, El Puga đã thể hiện được bản lĩnh thực thụ của một người đội trưởng và dẫn dắt Argentina tới với ngôi vương một cách đầy thuyết phục với 7 bàn thắng, đánh dấu kỳ World Cup cuối cùng và cũng là thăng hoa bậc nhất trong sự nghiệp của anh. Tới thời điểm này có lẽ không quá khi nói rằng sự nghiệp của huyền thoại người Nam Mỹ đã thực sự trở nên trọn vẹn và giúp anh sánh ngang với những tên tuổi lẫy lừng nhất trong lịch sử làng túc cầu thế giới. Quãng thời gian gắn bó với Paris Saint-Germain, Messi tất nhiên cũng bổ sung thêm vào bộ sưu tập một vài danh hiệu khác. Tại đây, anh giành được 2 danh hiệu vô địch quốc gia vào các mùa giải 2021-2022 và 2022-2023. Theo vào đó, anh cũng cùng với đội bóng nhà giàu nước Pháp vô địch cúp quốc gia mùa bóng vừa rồi. Thực tế thì Paris Saint-Germain chẳng cần đến Messi để thống trị giải quốc nội. Họ vẫn luôn làm điều đó trong suốt một thập kỷ trở lại đây. Họ cần em Pulga cho một danh hiệu vô địch Champions League và Messi cũng cần những người đồng đội xuất chúng để anh có thể nâng cao chiếc cúp tay voi thêm một lần nữa. Cuối cùng điều đó đã không xảy ra và có lẽ Leo sẽ chẳng bao giờ vô địch Champions League thêm một lần nào nữa. Nhìn lại quãng thời gian đã qua ở nước Pháp, tiền đạo người Argentina nhắc đến những thất bại trước Real Madrid vào mùa giải 2021-2022 và Bayern Munich trong mùa giải kế tiếp. Anh thừa nhận đó là những trận thua khó nuốt trôi, là nỗi thất vọng nặng nề. Champions League ở châu Âu có thể xa vời, nhưng CONCACAF League lại đang rộng mở và trong tầm với của Messi. Chúng ta đều biết Leo vừa cùng với Inter Miami có danh hiệu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ trước vô địch League Cup. Chiếc cúp này cũng biến tiền đạo 36 tuổi trở thành cầu thủ có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử với 44 lần đăng quang. Và đó chỉ là sự khởi đầu ở nước Mỹ.